Em xin kính chào quý chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của em Tiên ở Chợ Lắp Bánh Tre cô chú anh chị nha. Giao lưu hôm nay em cũng có một lô siêu bông Bình Lợi với lại siêu bông Sài Gòn, giống cũng còn khá là mới cô chú anh chị nha. Đa số là mình ghép với cái phôi đế đẹp để chủ yếu là lấy giống với cô chú anh chị. Rồi em xin phép được cho clip luôn ạ. Chị xin chào em Tiên ơi. Dạ em xin chào cô chú anh chị đang xem kênh. Rồi lần đầu giao lưu trên kênh em cho chị xin số điện thoại của mình ha, với lại giới thiệu tên cho chị. Dạ xin hỏi ạ. À. Tiên, số điện thoại của em là 0768 572 100 ở Chợ Lách Bến Tre ạ. Dạ. Lần đầu tiên giao lưu trên kênh có gì sai sót không cô chú anh chị mình bỏ qua giúp em ha cô chú anh chị. Rồi hôm nay mình giao lưu gì đem ha? Dạ đây siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Bình Lợi. Dạ, bữa nay mình giao lưu hai giống luôn ha. Dạ. Cặp đầu tiên là siêu bông Bình Lợi. Mã số 50. Dạ, mã số 50 siêu bông Bình Lợi một cặp nha cô chú anh chị. Ghép với cái phôi đế đẹp luôn ha. Mỗi một bên mình ghép được một bo nha cô chú. Cho chị xin số ra luôn em ha. Em ơi. Thì cả quanh thân là 10. Củ là 37. Củ là 37. Mình cũng 37. Dạ. Chiều cao 36. Dạ. Cái bên ha, hoành thân của cái bên chị ha. Dạ 11. Hoành thân 11. Củ 36. Cao 25. Rồi cặp mã số 50 siêu bông Bình Lợi này mình giao luôn giá như em ha. Dạ 800 ngàn. Rồi 800 ngàn. Bao ship luôn đúng không em? Dạ bao ship. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 50. Dạ mã số 51 ạ. Siêu bông Bình Lợi. Cũng một cặp siêu bông Bình Lợi luôn nha cô chú anh chị. Cặp này quá trời cái củ đế luôn rồi nha cô chú, dáng thì nó hơi bye bye ha. À, bên này thì mình ghép được 2 bo. Bên này thì một bo hết cô chú anh chị. Rồi chị xin số đo luôn nha. Đo số đo anh chị. Dạ quanh cũ là 12. Quanh thân. Quanh thân 12. Cũ là 31. Chiều cao là 23. Rồi cây kế bên chị ha. Quanh kế bên hình chắc nó lớn hơn ha cô chú anh chị. Dạ hoành 14. Dưới cộng kẽm mình trừ hao còn 13 em ha. Đo cái cũ không chị nha. Dạ là 36. Dạ hoành cũ 36. Chiều cao 25. Mã số 51 siêu bông Bình Lợi. Mình giao lưu giá nhiêu vậy? Dạ 800. Dạ 800 ngàn ha. Rồi, tiếp theo mã số 52. Mã số 52. Dạ, mã số 52. Mình giao lưu giống mai gì đây em ha? Dạ siêu bông Bình Lợi. À, đế cũ chà bá lửa luôn đó cô chú chị, mỗi bên mình ghép được một chọc ghép ha. Rồi, chị xin số đo luôn nha. Dạ quỳnh thân 13. Quanh cũ 31. Dạ. Cái này một bo nha cô chú. Dạ, cái bên đây ha. Dạ, quanh thân là 10. Dạ. Quanh cũ 34. Dạ. Chiều cao luôn em ha. Dạ 29. Rồi xây một vòng rồi em báo giá anh chị luôn ha. Mã số 52 mình giao dạ, 800 ngàn anh chị. Dạ rồi, 800. Rồi, mã số này 53. 800. Mã số 83 nha cô chú anh chị. 4:15. Giống gì đây em ha? Dạ này là siêu bông Bình Lợi. Dạ.
cũng một cặp siêu bông bình loại nữa nha cô chú anh chị. Cây này bỏ bên ghép một bo ha, đế cũ, nguyên một bệ cũ cho bá nữa luôn á cô chú. Rồi chị xin số đo luôn nha. Dạ, hoàng thân của cây này là 11. Hoành cũ 32. Dạ, cây này hoành thân là 14. Hoành cũ 30. Chị xin giá luôn. Dạ, giá của cặp này là 800 ngàn. 800 ngàn mã số 53, siêu bông bình loại nha cô chú anh chị. Mã số 54. Dạ, 54. Cũng siêu bông bình loại anh chị. Dạ. Chú yếu cô chú anh chị về này mình lấy bo ha, ghép cái phôi đế đẹp lắm nha cô chú. Bên này thì hai chục ghép. Rồi bên này thì một bo ha. Thì xin số đo luôn nha. Dạ. Dạ hoành thân 11. Hoành cũ 36. Hoành thân 12. Hoành cũ là 33. Dạ chiều cao 26. Mã số 54. Chị xin giá luôn ha. Dạ là 800 ngàn chị. Dạ. Dạ mã số 55. Có một cặp siêu bông bình lợi nữa không nè. Dạ siêu bông bình lợi chị. Rồi mỗi bên được một chục ghép ha. Rồi chị xin số đo luôn nha. Dạ hoành thân là 11. Hình cũ là 23. Hoành thân này là 14. Hình cũ 31. Chiều cao 29. Rồi em xem dòng báo giá anh chị ha. Dạ là cũng 800 ngàn chị. Dạ rồi ba số 5 là. Dạ bao ship. 56. Dạ này mã số 56. Siêu bông bình loại. Dạ. Mỗi bên một bo của chú chị ha. Chú nhớ quán rễ đế quán. Quái luôn á. Chị xin số đo luôn nha. Dạ. Nói lại có bán mày coi như hậu chứ này là tới đi Thái Lan. Hoành thân của này là 9. Quỳnh cũ 31. Dạ Quỳnh thân cây này là 8. Quỳnh cũ 29. Chiều cao 25. 26, 56. Chi bông mình lại mình giao lưu giá gì? Dạ em lưu giao lưu giá 800 ngàn. Mã số 57. Dạ. Mã số 57. Siêu bông bình loại. Cũng một cặp bó bên một bo luôn cô chú chị ha. Đế đẹp hết trơn luôn ha. Rồi, chị xin số đo luôn. Dạ. Hoành thân là 10. Hoành cũ 27. Hoành thân là 10. Hoành cũ 25. Chiều cao 31. Rồi, mã số 57. Dạ em giao lưu cặp này là 800 ngàn. Cặp 28. Dạ mã số 58.
siêu bông mình lại luôn. Rồi, một cặp này mỗi một bên được hai bo hết cô chú anh chị, cũ đế cho bá nữa ha. Rồi, chị xin số đo luôn. Dạ, quần thân là 11. Quần cũ 26. Quần thân 14. Dạ. Quần cũ là 30. Chiều cao 28. Dạ, em xin giao lưu cặp này là 800.000. Mã số 58, 800 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, chị đấy à. Mã số 59. Dạ, mã số 59. Em siêu bông mình lại luôn. Quần thì chắc cũng là khoảng 12 đó cô chú anh chị. Em đang cái củ đế ha. Dạ. Dạ, đế là 30. Quần thân 10. Cũ là 29. Chiều cao là 25. Dạ, em xin giao lưu giống cây này là 800. 800 ngàn mã số 59. Mã số 60. Dạ, mã số 60. May siêu bông mình lại. Một bông thôi cô chú chị. Cũng là đế cũ luôn cô chú. Rồi, chị xin số đo luôn nha. Quần thân là 9. Cái này khỏi đâu, cũ em cái cũ hơi thấp cho cô chú anh chị, giờ mình khai thác lên thêm ha. Dạ, quần thân là 11. Quần cũ là 28. Chiều cao là 29 à. Dạ, em giao lưu cặp này giá 700.000. 700.000 mã số 60. Mã số 61. Dạ, mã số 61, siêu bông mình lại luôn. Mở một bên cũng một chọc ghép luôn cô chú anh chị. Đế cũ cho bá nữa luôn ha. Dạ, chị xin số đo nha. Quần thân là 10. Quần cũ là 30. Hiện tại cây đang nằm trong chậu C6 nha cô chú anh chị. À, quần thân là 11. Quần cũ là 26. Chiều cao 25. Lâu rồi. Dạ, em giao lưu cặp này giá 700.000. Dạ, mã số 62. Dạ, mã số 62. À, siêu bông mình lại luôn. Mỗi một bên mình cũng được một chậu ghép thôi cô chú anh chị ha. Quần thân là 13. Quần cũ là 28. Quần thân là 9. Quần cũ này 29. Chiều cao 32. Mã số 82 chị xin giá luôn ha. Dạ, giá 700.000 cặp này chị. Mã số 83. Dạ, mã số 63, siêu bông mình lại luôn. Dạ, mỗi một bên được một bông thôi cô chú chị, cái này thì nó hơi lùng liều ha. Dạ, chị xin số đo luôn nha. Dạ, quần thân là 10. Cây nào cũng có củ đế chơi nha cô chú chị. Quần cũ 27.
Quỳnh thân nè chín. Nguyên cái củ bí luôn ha. Củ 25. Chiều cao 20. Dạ em giao lưu cặp này giá 700 ngàn. Dạ 700 ngàn. 64. Dạ mã số 64. Siêu bông bình lợi luôn ạ. Cũng là siêu bông bình lợi luôn hả cô chú anh chị. Cây này thì mỗi một bên mình ghép được một đế bí luôn ạ. Rồi chị xin số đo luôn nha. Quỳnh thân là 10. Quỳnh cũ 26. Quỳnh thân này 9. Quỳnh cũ là 27. Chiều cao 28. Dạ em giao lưu cặp này giá 700 ngàn. 700 ngàn, siêu bông mình lại luôn em ha. Dạ siêu bông mình. Số 65. Mã số 65, siêu bông mình lại. Rồi, cây này đi đi gắn luôn cô chú anh chị. Mỗi một bo mình cũng được một bo ha. Bên đây là nguyên một cái bí luôn á cô chú. Rồi, chị xin số đo luôn nha. Dạ, Quỳnh thân là 14. Quỳnh cũ 23. Quỳnh thân 9. Quỳnh cũ 27. Chiều cao 26. Em giao lưu cặp này giá 700 ngàn. Mã số 65 700 nha cô chú anh chị. 66. Dạ mã số 66. Siêu bông bình lợi luôn. Dạ. Hai chậu ghép nha cô chú anh chị. Đế bí luôn ha. Quá trời cái củ luôn nha cô chú. Hiện tại thì cái cây này đang nằm trong dòng siêu 6 luôn à. Rồi chị xin số đo nha. Quỳnh thân 8. Quỳnh cũ 26. Quỳnh thân 12. Quỳnh cũ này 30. Chiều cao 21. Dạ em giao lưu cặp này giá 700 ngàn. Dạ rồi 700 ngàn. 67. Dạ mã số 67. Siêu bông bình lợi luôn ạ. Đế đẹp luôn cô chú anh chị, bên đây là đế bính luôn ha. Còn bên đây như con gấu vậy đó nha cô chú anh chị. Cây gì đây 5 chậu chú xe 6, cứng cái chậu luôn nha cô chú. Mỗi bên được 1 chậu kết nha. Rồi chị xin số đo luôn nha. Dạ Quỳnh thân là 8. Quỳnh cũ 28. Quỳnh thân là 9. Quỳnh cũ 30. Chiều cao 22 ạ. Dạ em giao lô cặp này giá 700 ngàn. Dạ 700 ngàn. Mã số 68. Siêu bông bình lợi. Dạ 68. Cây này mỗi bên cũng được một chọc ghép hết rồi chứ anh chị. Đế đẹp luôn nha. Rồi chị xin số đo nha. Quỳnh thân là 8 ạ. Quỳnh cũ 25. Quỳnh thân 10. Quỳnh cũ 30. Chiều cao 25. Em giao lưu cặp này giá 700 ngàn. 750 hả? Mã số 69. Dạ mã số 69. Siêu bông Sài Gòn ạ. Bên đây thì ghép được 20 ghép củ đế cho bá luôn hả cô chú. Bên đây thì một bo ha. Đi xíu số đo luôn nha. Quỳnh thân 15 ạ. Quỳnh cũ 30. Quỳnh thân 11.
Quỳnh cũ 23, chiều cao 30. Dạ em giao lưu cặp này giá 650. Này mã số 69 là cuối clip của em ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip và ủng hộ, yêu thương ủng hộ em. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, rồi, em hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Của Thơ Hậu Giang tại vườn mai của em Tiên rồi ha cô chú anh chị ha.